Chào các bạn, trong video này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách sửa iPhone 4S bị mất Wi-Fi. Rồi, trên tay mình là cái một con iPhone 4 nha các bạn. Đây mất Wi-Fi ha. Mình thử vô cài đặt coi. Rồi, Wi-Fi là không kết nối nha các bạn. Nó không báo gì luôn nha các bạn. Dù mình bật đó. Không tìm ra mạng luôn. Rồi, đối với những cái ban này á, các bạn vô phần cài đặt ha. Rồi vô cài đặt chung. Các bạn coi cái địa chỉ Wi-Fi nó có không ha. Vô phần giới thiệu nha các bạn. Đây. Đây là cái dòng địa chỉ của Wi-Fi nha các bạn. Nói chung là nó giống tương tự như cái địa chỉ của Bluetooth, nhưng mà nó chỉ khác nhau cái số đuôi thôi. Nào, mấy cái số đuôi này nó khác nhau một tí thôi. Cái ký hiệu của nó. Ở đây các bạn xác định là cái địa chỉ của Wi-Fi này có trong máy á, tất nhiên là cái con IC Wi-Fi á nó hoạt động vẫn còn hoạt động tốt nha các bạn. Nè, khi mà nó IC Wi-Fi nó hoạt động á thì nó sẽ xuất cho mình cái địa chỉ như thế này. Thì cũng đây là cái cách mà để các bạn nhận biết IC Wi-Fi còn sống hay chết nha. Thì trường hợp này á, mình đã thấy trên đây nó xuất hiện cái địa chỉ của Wi-Fi này nè. Thì mình đảm bảo cho các bạn là cái địa chỉ cái con IC Wi-Fi này nó còn sống ha. Tiếp đây mình sẽ thử mở máy ra mình kiểm tra coi. Rồi, mình mở hai con ốc đuôi, ốc hình sao ra nha các bạn. Rồi các bạn quan sát nè. Ốc nói chung đầy đủ nha các bạn. Rồi, ở đây mình sẽ tiến hành mình mở cái siêu bên trên này nè. Đồng thời mình tắt nguồn đi ha. Liquid bucket nha các bạn. Các bạn mở hết mấy ngóc này ra nè. Cái địa chỉ Wi-Fi nó còn là chứng tỏ cái con IC nó còn hoạt động tốt nha các bạn. IC Wi-Fi ha. Các bạn tháo hết ốc nha. Ốc phía trên đó, cái siêu của tháo cái siêu ra luôn. Rồi các bạn quan sát cho mình nè. Đây là cái siêu của nó nha các bạn. Rồi ở đây á, trên bo này á, nó có dấu chấm chỗ này nè các bạn. Đây là cái đầu ra ăn tay Wi-Fi nha các bạn. Đây là cái dấu chấm của nó nha. Dấu chấm là như được cái điểm setpoint đó. Để nó câu nó nối với cái tiếp xúc anten của cái ngõ ra IC Wi-Fi nha các bạn. Thì cũng như cái phần cái sóng bình thường á, đây là phần công suất á. Ở đây là cũng có một cái lỗ mà để mình đưa cái tín hiệu sóng ra nha các bạn, giống như cái dây nối anten đó. Đây nè,
đây là cái phần thu phát sóng, còn ở đây là sóng wifi ha. Thì nó sẽ kết nối với cái anten, ở đây có dây anten là nó nối với anten phía dưới nha các bạn. Còn ở trên đó là cái anten wifi. Thì đây á, mình sẽ thử kết nối lại ha. Đây cái siêu nó có nhiều bộ chức năng giống như một cái anten wifi nha các bạn. Rồi cái phần trên này á, mình sẽ bắt ốc lên nha các bạn. Đây là cái siêu nè, các bạn mở ra ha, rồi các bạn gắn ốc trên đợi trên đỉnh này trước nha các bạn, cho nó tiếp xúc với cái siêu, cái phần ngõ ra của cái anten wifi ha. Rồi mình lấy ốc mình bắt vô nha các bạn, bắt ốc chặt vô chỗ này nha. Mình lấy con ốc dài nhất nha các bạn, rồi bắt phía trên này trước này các bạn. Đây là ốc dài của nó nha, các bạn bắt phía trên đây đỉnh trước. Đồng thời các bạn siết chặt nha. Bằng ép sát cái siêu này xuống. Rồi mình đã bắt xong nha các bạn. Ốc này nè, đây mình lấy thêm một ốc nữa, các bạn giá cho chỗ này trước cho nó giữ lại ha. Không thôi nếu mà các bạn ngó ấy có thể nó bung ra. Mình lấy thêm một con nữa. Đây nè các bạn, mình gắn hai con ha để cho nó giữ. Rồi sau đây mình sẽ bật nguồn lên, mình khởi động nguồn nha các bạn. Rồi mình kiểm tra coi cái máy này giờ nó còn sóng wifi không nha. Rồi nó khởi động lên rồi nha các bạn, bên nó bấm password ha. Rồi các bạn vô nè, vô phần setting cài đặt này, các bạn thấy không, wifi giờ nó lên này nè, đây nè sóng nó đã nhận rồi nha các bạn. Rồi các bạn vô cài đặt chung ha, giới thiệu ha, xem cái địa chỉ wifi. Ok nha các bạn, có địa chỉ wifi là cái IC nó hoạt động ok. Rồi mình thử bật tắt wifi đây. Có bắt wifi được không? Các bạn thấy không? Như vậy là thành công nha các bạn, cái sóng wifi nè. Rồi mình thử vô truy cập mạng coi, Safari. Google. Rồi xong nha các bạn, như vậy là thành công ha. Mình đã kết nối wifi được. Từ khi cái máy này á, lúc đầu á, là cái do cái phần cái
cái cell nào tiếp xúc anten nó không ổn định nha các bạn, nó không có. Mặc dù á cái địa chỉ wifi này nè vẫn có ha, nên nó mất sóng wifi nó không nhận. Đây, trước khi mà các bạn ấy, các bạn kiểm tra cái địa chỉ wifi cho mình này có hay không nha các bạn. Chừng nó mất là khả năng chết IC nó cao nha các bạn, IC wifi á. Cái trường hợp này á là các bạn phải buộc phải thay IC wifi ha. Còn nó xuất hiện địa chỉ này á là nhiều khả năng là cái IC wifi còn tốt nha các bạn. Thì IC wifi nó hoạt động á, có khả năng là nó một là tốt, hai là hư, hoặc ba là cái trường hợp thứ ba là nó chập chờn các bạn, lúc được lúc không. Là cái địa chỉ wifi này các bạn, lúc khi có khi không nha các bạn, là cái trường hợp nó gần chết nha các bạn. Thì cái nói chung chập chờn á thì nó phải, các bạn phải thay IC wifi mới nha. Còn trường hợp mà có hẳn như vậy luôn á là IC wifi thì tốt, mà trường hợp cái địa chỉ wifi không có là nhiều khả năng là bị hư nha các bạn. Rồi cái nói tốt nha. Và là trong video này mình hướng dẫn các bạn đã cách fix cái lỗi mà iPhone 4S nó không nhận wifi nha các bạn. Các bạn chỉ cần siết ốc chặt trên đây thôi. Ốc này là ốc chỗ gắn mà giống như tiếp xúc anten đó. Khi mà có anten vô thì sẽ có sóng wifi thôi nha các bạn. Tiếp theo đây mình sẽ nói về cái cách mà các bạn xử lý khi mà điện thoại iPhone 4, 4S của các bạn bị mất wifi, hoặc là kết nối wifi không được, hoặc trường hợp là bị wifi ẩn. Đây là các bạn. Ở đây các bạn xử lý cho mình hai phần ha. Cái thứ nhất các bạn kiểm tra phần mềm cho trước. Phần mềm là cái thứ nhất là cái trường hợp mà cái điện thoại các bạn không nhận wifi là các bạn, thứ nhất các bạn reset lại máy nè, cài đặt lại mạng nè. Để mà vô cái phần này thì các bạn vô phần setting cài đặt ha. Các bạn làm cái bước này nhất cho mình nha. Cài đặt nè. Cài đặt chung nè, cài đặt mạng nè các bạn. Đặt lại, các bạn vô đặt lại nha. Rồi, tiếp theo các bạn vô cái phần đà cài đặt mạng. Các bạn nhập mật khẩu vô là nó reset lại, nó reset lại mạng nha các bạn, là nó xóa lại tất cả các kết nối mà bạn đã setting trước đó. Như một số bạn có thể để thay đổi các thông số của mạng thì các bạn dùng cái phương pháp này để mà các bạn reset lại nha. Còn cách thứ hai á, nếu mà các bạn reset này không hết nè, cài đặt mạng không hết, thì các bạn vô phần cài đặt xóa toàn bộ nha các bạn, xóa tất cả nội dung cài đặt nè, reset lại máy nè, hoặc là các bạn restore lại, chạy chương trình lại. Cái này có thể các bạn vô iTunes các bạn chạy lại nha, hoặc là các bạn nâng cấp lên cái phiên bản mới nhất của cái dòng máy mà các bạn đang sử dụng. Đây là cái phần xử lý phần cơ phần mềm nha các bạn. Thì có hai bước này các bạn kiểm tra trước cho mình. Sau khi bạn xử lý phần mềm mà nó không hết thì các bạn tiếp tục là các bạn chỉ còn cái xử lý phần cứng. Phần cứng là các bạn thay IC wifi. Cái trường hợp mà trong điện thoại các bạn có sóng wifi mà các bạn không kết nối được, hoặc là đã xử lý phần mềm mà các bạn đứng cái gần nơi phát wifi á, mà các bạn test chắc chắn là cái cục phát wifi là ok, các bạn đã sử dụng cái máy khác rồi, nó có nhưng mà cái máy của mình nó không có, thì các bạn chỉ còn cách là thay IC wifi nha các bạn. Đây là cái cách mà xử lý phần cứng nha. Rồi đối với những cái máy iPhone đó các bạn, cái mainboard iPhone đó, thì mình hướng dẫn các bạn cái cách nhận biết mà IC wifi trong điện thoại iPhone nha. Các bạn cầm cái mainboard lên á, như đây là iPhone 4 nha các bạn. Nè IC là có cái vỏ màu trắng nha,
Tại vì cái mấy vỏ bình thường á là cái IC nó màu đen nha các bạn. Đây nè, như cái con IC công suất nè các bạn. Các bạn nhìn thấy không? IC của nó toàn bộ là cái vỏ màu đen hết nha. Nhưng mà đối với cái con IC Wi-Fi á là cái vỏ nó màu trắng nha các bạn. Và nó nằm rời ở ngoài nha các bạn. Mấy cái con IC khác á, thì nó nằm trong một cái seal, nó nói chung là nó tao làm từng nhóm với nhau. Mình giả sử như cái con nè, IC 3G nè. IC công suất 3G rồi IC phần sóng á là nó nằm bên đây. Còn mấy phần mà như IC nguồn nó nằm riêng, hoặc là bên IC ổ cứng với chip vi xử lý á, thì nó nằm riêng nha các bạn. Mình chỉ nói về cái con IC Wi-Fi thôi. Là các bạn nhìn thấy không? Đây là con IC Wi-Fi nha các bạn. Nó có vỏ màu trắng mà nó nằm rời bên ngoài, nó không có chung với mấy cái siêu kia nha. Còn cái thứ hai á là các bạn, nó có cái mã số nè. Đây là mã số nha các bạn. Như các bạn nghiêng nhìn đó là ở đây là cái đu 91 nha các bạn. Nè. Mình đọc được là 339 nè. S0091 là cái đuôi 91 nha các bạn. Ngoài ra trên IC Wi-Fi này á, nó có cái mã vạch nha các bạn, giống như cái mã QR là các bạn có thể quét ha. Thì đây là cách nhận biết con IC Wi-Fi trong mạch nha các bạn, nó nằm rời ha. Còn trường hợp mà cái Wi-Fi nó bị ẩn là như thế nào? Mình bắt buộc mình phải thay cái con IC Wi-Fi này nha các bạn. Đây, mình nói về cái như cái máy bình thường nha. Bạn vuốt lên. Bạn thấy không? Đây là cái Wi-Fi của nó nha các bạn. Nó nhận được Wi-Fi nha. Đồng thời các bạn vô cài đặt á, vô cái phần Wi-Fi. Đây là có sóng nha các bạn. Là trường hợp cái máy bình thường ha. Còn đối với trường hợp Wi-Fi ẩn á là nó mất cái này luôn nha các bạn. Nó mất rồi, nó mất cái biểu cái icon này Wi-Fi trên cái màn hình ngoài luôn. Là nói chung nó không có sóng. Là bật. Đây là cái trường hợp mà Wi-Fi bị ẩn nha các bạn. Này các bạn vuốt lên nè. Thấy không? Cái icon biểu tượng Wi-Fi ở đây nó mất nha các bạn, nó không có ấy, nó nói chung không có, là nó bị ẩn nha các bạn. Rồi các bạn vô phần cài đặt. Nè. Vô phần giới thiệu nha các bạn nhìn thấy không? Nó khơi sẽ không có cái địa chỉ Wi-Fi luôn, mất cái địa chỉ Wi-Fi. Là không có nè các bạn, địa chỉ Wi-Fi không có nè. Thấy không? Bình thường á là nó cái địa chỉ Wi-Fi á này á với địa chỉ Bluetooth là nó giống nhau như bạn, nhưng mà nó khác nhau cái hai số đuôi thôi. Còn ở đây á là nó mất luôn cái địa chỉ Wi-Fi. Địa chỉ Wi-Fi nó gì không có nha các bạn. Là những cái máy mà nó bị mất địa chỉ Wi-Fi này á là đa phần là nó hư IC Wi-Fi nha các bạn. Nên những trường hợp này các bạn chứ thay nó bị phần cứng thôi. Nhưng mà trước khi các bạn xử lý phần cứng thì các bạn xử lý phần mềm trước cho mình nha. Thì các bạn theo các bước này nè. Các bạn cứ thử reset lại, cài đặt lại mạng nè. Rồi các bạn vô phần restore trên iTunes á, các bạn cài đặt lại cái firmware mới nhất nha. Coi nó có fix được cái lỗi này không. Trường hợp mà các bạn xử lý phần mềm không được thì các bạn chuyển sang phần cứng ha, thay IC Wi-Fi cho mình. Đó, cái trường hợp mà cái địa chỉ Wi-Fi nó gì không có là cái trường hợp này bị ẩn Wi-Fi nha các bạn. Rồi, Wi-Fi tắt nè. Các bạn thấy không? Nó không có biểu tượng gì luôn nè, mà không có luôn. Gạt ra không có này. Nói chung là cái Wi-Fi này bị ẩn. Hay là các bạn thoát ra màn hình ngoài á. Các bạn thấy không? Không có biểu tượng Wi-Fi luôn. Còn bình thường, cái máy bình thường nè.
nó có ha, có bút lên cái là nó thấy biểu tượng wifi liền. Đây nè, rồi như vậy là trong video này á, mình đã hướng dẫn các bạn cái cách mà các bạn để xử lý cái hiện tượng mà cái máy iPhone 4, 4S đó nó bị mất wifi các bạn, hoặc là nó bị ẩn wifi. Thì cái vấn đề thứ nhất á, ở đây là các bạn chú ý là cái anten wifi cho mình. Đây là cái anten wifi nha các bạn. Kiểm tra cái tiếp xúc kết nối, tiếp xúc giữa cái main board với cái anten wifi này có tiếp xúc tốt hay không ha. Là các bạn siết con ốc trên đầu này cho mình là quan trọng nhất nha. Trường hợp các bạn kết nối ok rồi, mà như cái trường hợp mà nó bị ẩn wifi nè, thì các bạn cứ xử lý phần mềm hoặc phần trước tiên. Nếu mà không được các bạn tiếp tục xử lý phần cứng cho mình nha, là thay IC wifi thôi. Còn mấy cái trường hợp mà như wifi không nhận nè, có wifi mà cái đó không được thì các bạn cứ thử reset lại mạng, cài đặt mạng nha, rồi có thể restore lại chạy lại phần mềm. Nói chung là phần mềm trước, rồi sau đó là các bạn xử lý phần cứng là các bạn có thể kết nối lại được chắc chắn luôn. Cái máy này á, không bị phần mềm phần cứng thôi. Thì ở đây á, các bạn ưu tiên thứ nhất xử lý phần mềm cho mình trước nha. Quan trọng nhất là xử lý phần mềm trước, rồi sau đó phần mềm mà xử lý không được á, thì các bạn tiếp tục xử lý phần cứng thay IC wifi cho mình. Video mình đến đây kết thúc nha các bạn. Các bạn ý kiến thắc mắc gì á, các bạn có để lại comment dưới video, mình sẽ support hỗ trợ cho các bạn nha. Hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp của mình. Chào các bạn.